Ok, nấm động này thì nấm động này được hạng hạng 4 liên đấu mùa vừa rồi nha anh em ơi. Mùa vừa rồi của cụm server. Và giờ chúng ta cùng xem sơ và sơ đồ của anh nhỏ máu của team này một lần nữa. Đang có mình vòng liên đấu hạng 4. Một cái nón phòng thủ 24, nón này no 1 server chắc là chắc cứu rồi. Môi chiên kháng cả 16 chiến lực 99 cũng khá là đẹp và cũng dặn no luôn anh em. Một cái áo kháng độc và phục hồi 40 lượng lực. Một cái đao top 30 bằng sắt 47. Đó, cái đao này cũng dặn no 1 server anh em ơi. Tuy rằng lượng bằng sắt nó hơi thấp nhưng mà nó dặn hàng no anh em à, tại vì tìm server không có cái đao top bằng sắt đâu anh em à. Một cái bao tay cũng dặn rất là đẹp, rất rất đẹp luôn anh em ơi. 40 10%. Nhẫn này là kích bao tay dòng 2. Sức lực cao, một cái nhẫn 25-40. Kháng băng và một 40 chống độc cực kỳ chất. Một đoạn lưng phòng thủ 15. Cái nhẫn này cũng nhận no 1 anh em. Rồi một cái ngập bội này thì không bàn tán gì nữa rồi anh em ơi. Ngập bội này hiệp cốt no 1 server đúng rồi, không có cái thứ hai nha anh em. Hiệp cốt cực phẩm. Đó, một con phi dân. Và một cái giày tóc và phòng thủ 24. Cái giày này quá đẹp luôn anh em ơi. Nói thiệt anh em, đồ ông này cực kỳ đẹp. Và ở mùa liên đấu đơn đấu vừa rồi thì anh ta đã đạt được liên đấu hạng 4 anh em ơi. Đó. Rồi ok, bây giờ thì anh em đang xem đừng quên cho một like chia sẻ nha mọi người. Và bây giờ chúng ta sẽ chính thức bắt đầu trận đấu chung cuộc ngay bây giờ.